tỉnh dậy, có thầy đến thăm chú nè. Bạch thầy, con không phải là Vũ Khắc Điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Vì đức đoan mảnh tư lòng nên mới vào đây với chung chiều mùa sớm. Bạch thầy, con cũng muốn quên làng niềm đau chôn vùi kỷ niệm, nhưng trời đất như cũng vô tình khơi lại niềm đau. Ngoài kia trời lất phất giọt mưa, cho con vé nhỏ cất tiếng kêu sầu khô. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rưỡi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sâu. Mỗi một giọt mưa là một dòng lệ nghẹn ngào, mỗi chiếc lá vàng rơi như con thuyền nhỏ xuôi ngược dòng về bên hẻm xa xưa. Bên sông buồn nay chắc chắn bóng đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mái tranh xưa chắc u buồn quạnh quẻ, vì người con gái tên Lan có về nữa bao giờ. Nằm soi đáy nước dấu chi tuyền con gò biển đứng chân nhân. Mỗi buổi chiều tàn nay vắng bóng người con gái quay gánh hàng chỉ đang chờ. Thầy là bậc chân tu mà khi nghe trời chốn sáng thu còn gợi trong lòng nhiều kỷ niệm, huống chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy. Khoác áo nâu sòng mà lòng còn nắng nở thế gian, câu kể lời kinh không quay khỏa được chuyện lòng. Tiếng mõ hồi chuông thêm gợi buồn gợi nhớ, sang bóng cành lan nó chôn sâu nơi đáy mộ. Sao nỗi sầu xưa còn dằn vặt trong lòng, cõi trần gian chuyện tình xưa bỗng biến về nguyên gian. Điệp ơi, em đã cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt, sao tơ lòng không dứt được với thời gian. Bạch thầy, sức con đã tàn, trở lại tìm con, thầy nói lại giùm, con đã đi đi xa với tấm lòng thanh thoảng. Kìa tiên quỷ vô lửa lập lòe như anh đốt
giây phút sao buồn, hầu gặp bạn lòng trường quốc biệt ly. Nghe mơ hồ ai mới gọi, như người xưa mới tìm về. Lan, Lan ơi em hãy gương tình đi Lan, mà nhìn chưa tận mặt. Anh là điệp đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời. Anh đi Lan, Lan ơi tôi tình chỉ em đại đoạ của đời. Chốn tôi xin vốn nấu dòng khổ hạnh trong khi lòng còn mang nặng em thương. Lan ơi người nhớ con tim mẹ nên con tim được Lan quên. Vậy thì sao cô tình không cho anh gặp mặt, nếu sư tụ không có tìm anh đến kịp thì chắc mình vẫn được đời mà không thấy mặt nhau. Anh Điệp, chắc tại kiếp trước em kém đức nên kiếp này dụng đường tu, nên khi chụp tay niệm chữ Di Đà mà trước mắt chỉ có hình ảnh anh hiện hiện. Lan ơi sao mỗi lần anh đến tìm em thật mất đi chuông không chân gặp mặt. Em muốn anh quên em đi, muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gửi em còn giữ nguyên đây nè, em đâu có đọc đâu. Trời ơi Lan ơi vậy mà em nào hay nào biết, gia đình của anh đôi vợ cùng tên xem dân người này giờ chôn chặt niềm đau năm tháng chất chồng cho Lan tàn Lan hữu. Trời ơi bà chỉ cần la lai cai nghiệp cho người đài đó cuộc đời sẽ tan nát lòng đau. Lan ơi kể từ bây giờ và mãi mãi về sau, mình sẽ sống gần nhau và không còn xa nhau nữa. Lan ơi em hãy cố gắng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa. Gặp lại anh là em mãn nguyện rồi, em vui lắm rồi, em không có chết đâu. Đúng em rồi. Em không có chết phải không rồi, anh? Em không có chết đâu. Em sẽ về với anh. Em về với anh. Em sẽ về quê cũ. Về với anh nghe lắm. Anh Điệp, em nghe bên tai em có tiếng gia ca hát trước mắt em, thấy có con đò nhỏ bên sông. Hàng điệp trổ bông sôi hồng mặt nước, em thấy rõ ràng liếp me tây trước nhà Việt. Em đứng đó em chờ anh về, nhưng mà anh Điệp sao anh đi với người ta, anh bỏ em đứng đó. Là anh không có bỏ em, anh về với em nè. Về với em. Anh về với em. Mình không còn xa nhau nữa. Mình không sẽ xa nhau nữa. Để em thưa với thầy, rồi mình cùng nhau đi về nhé. Mình về. Mình về nghe Lan. Anh Điệp. Lan. Anh đâu rồi? Anh đây nè. Anh Điệp ơi. Anh đây nè. Anh Điệp ơi. Lan. Sao em? Lan. Anh Điệp ơi. Anh đâu rồi? Lan ơi anh đây nè. Lan. 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 Anh đi. Lan. Lan. Lan ơi.
Mình thấy mà cánh